Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, mỗi năm các doanh nghiệp logistics phải chi trả cho Google khoảng 50 triệu đô la Mỹ để đứng tích hợp kết nối trung gian dịch vụ của Google Maps. Và nhìn rộng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chi cho nước ngoài hàng nghìn tỷ đồng chỉ riêng đối với bài toán xây dựng dịch vụ dựa trên ứng dụng bản đồ. Bởi vậy, nếu như các doanh nghiệp trong nước xây dựng được nền tảng và đáp ứng được nhu cầu bản đồ số, nguồn thu khổng lồ sẽ nằm tại Việt Nam thay vì được luân chuyển sang nước ngoài như hiện nay. Hai bạn trẻ này đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch tới thành phố Vũng Tàu. Để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi, các bạn đã tiến hành tìm hiểu thông tin về nơi mình sẽ đến tham quan. Tuy nhiên, khác với cách tìm kiếm như trước đây là lên mạng Internet đọc hết các thông tin, các bạn đã lựa chọn một hình thức hoàn toàn mới, đó là sử dụng bản đồ số hóa 3D. Khi mà tụi em lên trên mạng để tra những thông tin về Vũng Tàu hay là về tour du lịch hay là về khách sạn để ở, tụi em thấy rất là nhiều thông tin. Và cũng có nhiều bài review, cũng không biết là cái nào sẽ đáng tin cậy rồi cái nào là đúng thực tế. Thì lúc đấy tụi em rất là cần biết là không gian thực tế xung quanh Vũng Tàu có cái gì, rồi là vị trí ở đâu để chọn resort nào cho gần bãi biển nhất có thể để tụi em có thể tiện thể đi ngắm cảnh rồi đi bơi rồi là đi chụp ảnh, check in các thứ. Thì khi đấy tụi em tìm được cái Star Global 3D thì có sẵn một cái giải pháp là thật lên trên mạng, và nhờ đấy tụi em mới có thể biết được là không gian thực tế là mình đi sẽ như thế nào, xem là góc nào là cái view biển như thế nào, rồi đọc tính tới là nó đến từ khách sạn từ bãi biển là bao nhiêu, tụi em biết được là nó gần hay xa. Bản đồ số hóa 3D mà nhóm bạn trẻ trên sử dụng là một sản phẩm của công ty Star Global, một startup chuyên về khai thác các giải pháp ứng dụng công nghệ quét 3 chiều. Công nghệ được tích hợp trong hệ thống bản đồ của Star Global 3D cho phép người dùng đi sâu vào các cấu trúc, các vật thể thay vì chỉ nhìn thấy bên ngoài. Bên cạnh đó, bản đồ của Star Global còn tích hợp nhiều thông tin trên nền tảng 3D 360 cho phép người dùng tra cứu thông tin đa nền tảng. Đặc biệt, giải pháp bản đồ mới của Star Global 3D còn có thể kết hợp giữa hình ảnh 360 panorama và đám mây điểm có tọa độ, cho phép đo chính xác kích thước của bất kỳ vật thể nào trong không gian 3D đã được số hóa. Hệ thống còn có thể tích hợp cơ sở dữ liệu và thông tin đa phương tiện ở nhiều dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, bản vẽ, mô hình 3D vào trong không gian đã được số hóa. Với nhiều tính năng ưu việt, bản đồ số hóa 3D của đơn vị này đã được cơ quan sáng chế và thương hiệu Mỹ USPTO cấp bằng phát minh sáng chế độc quyền. Bên mình đã ứng dụng rất nhiều lĩnh vực khác nhau, cụ thể như là lĩnh vực du lịch thì mình đã làm việc với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, số hóa qua giai đoạn là số hóa những cái địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố, hoặc là những cái đơn vị khác như là Mộc Châu này ở Tây Bắc này, rồi những cái rất là nhiều những doanh về du lịch như là Vũng Tàu, Đà Lạt, thì những cái địa điểm du lịch đã đang dần dần được số hóa và nó trở thành một cái bản đồ số. Còn bảo tàng thì bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ là bảo tàng số 3D đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó đang có bảo tàng lịch sử, bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, bảo tàng mỹ thuật, những bảo tàng mà hệ thống bảo tàng khác trên cả nước mình cũng đang tiếp cận và triển khai. 37 tuổi mới khởi nghiệp, độ tuổi đối với nhiều người là khá muộn để khởi nghiệp. Nhưng nhờ lựa chọn con đường phù hợp là khởi nghiệp bằng công nghệ, nên anh Trần Duy Hào và Star Global 3D đã có được một số thành công nhất định. Từ doanh thu 500 triệu đồng khi mới thành lập, chỉ sau thời gian ngắn, con số ấy đã là 10 tỷ đồng.